rễ yếu, lá vàng, chuối ít, cây chậm phát triển, đọt bị nhăn, cây còi cọc, dâm cành không ra rễ, chiết cành rễ ít. Thì nay tôi xin giới thiệu đến bạn chè siêu kích rễ Super Rot, công nghệ đến từ Hàn Quốc. Super Rot có thể sử dụng được cho tất cả các loại cây trồng như cây mai vàng, cây hoa hồng, cây lan và các loại cây cảnh khác. Cây rau màu như ớt, xà lách, củ cải, đậu bắp, ngô, khoai, vân vân. Cây ăn quả và các loại cây công trình. Super Rot đem đến cho cây trồng của bạn một bộ rễ dày khỏe, kích thích bung đọt, đâm nhiều chồi non, đẻ nhiều nhánh kể từ 5 đến 7 ngày sử dụng. Super Rot giúp phát triển mạnh bộ rễ, kích thích cành chiết, cành dâm, cây ươm sớm ra rễ, cành ghép, mắt ghép mau liền sẹo. Một chai Super Rot 50cc sử dụng cho 1 đến 2 bình 25 lít dùng phun hoặc tưới gốc. Chỉ với 20.000, cho một chai Super Rot bạn không còn lo lắng về cây trồng chậm phát triển, cây trồng bị vàng lá, cây trồng dễ yếu. Bạn còn băn khoăn gì nữa? Mà không nhanh tay, nhấn vào giỏ hàng bên dưới để đặt ngay Super Rot, để vườn cây trồng nhà bạn có ngay bộ rễ khỏe, xanh lá, nhanh thu hoạch, tăng năng suất. Hãy để tôi phát triển vườn nhà bạn. Chân thành cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy hay hãy giúp tôi một follow và một tim. Rất trân trọng những điều này. Chúc bạn thành công.